Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với bài học số 23 của chương trình luyện phát âm tiếng Anh chuẩn. Như vậy là cho đến bài học hôm nay thì chúng ta đã luyện xong 24 phụ âm, 24 consonants. Về nguyên tắc phát âm phụ âm thì ngoài cái phần lý thuyết mà chúng ta đã học ở các bài học trước thì các bạn cần phải lưu ý một điều, đấy là khi mà chúng ta phát âm phụ âm thì các bạn đừng có thêm nguyên âm vào sau mỗi một phụ âm. Đấy, ví dụ như là chúng ta sẽ phát âm là light. Rõ ràng như vậy, chứ các bạn đừng phát âm là lighter, lighter, không thêm cái nguyên âm ơ vào sau cái âm t. Thứ hai nữa là phụ âm thì phức tạp hơn nguyên âm, bởi vì là khi mà phát âm thì chúng ta phải chú ý đến phụ âm ở vị trí của nó trong từ, ví dụ như là ở đầu từ, giữa từ và cuối từ. Và một điều nữa là các bạn phải tạo thói quen phát âm âm đuôi, tức là ending sounds. Khi hai hay là ba phụ âm mà đi cùng nhau thì chúng ta đều phải phát âm tất cả các cái phụ âm đấy ra, chứ không được bỏ sót. Tôi lấy ví dụ như là cái từ six thì cái phụ âm này kết thúc bởi hai âm, đấy là âm k và âm s. Như vậy chúng ta phải phát âm là six. Chứ nếu mà các bạn phát âm là six thì cũng chưa chính xác. Hoặc là một cái từ khác như là từ twelve là một cái từ mà có những ba phụ âm ở cuối thì chúng ta cũng phải phát âm tất cả ra. Còn trừ khi mà cái phụ âm đấy là phụ âm câm theo như phiên âm trong từ điển thì chúng ta mới không phải phát âm. Tôi lấy ví dụ như là cái từ calm, thì cái phụ âm b ở đây là âm câm. Và cái điều cuối cùng đấy là các bạn phải luôn practice. Bây giờ chúng ta hãy cùng luyện tập phát âm phụ âm khi mà phụ âm đứng ở đầu từ, ở giữa từ và ở cuối từ theo chuyên gia. Nào, trước tiên chúng ta hãy cùng phát âm một số từ có chứa phụ âm đứng ở đầu từ. Đối với khi mà cái phụ âm mà đối với những từ mà có phụ âm chỉ có một phụ âm ở đầu từ thì đơn giản rồi, nhưng mà khi mà có hai hay ba phụ âm đi cùng nhau ở đầu từ thì bạn phải chú ý phát âm. Tôi lấy ví dụ như là từ cry hay là blue, chứ chúng ta cũng đừng thêm cái nguyên âm vào giữa hai phụ âm này như tôi đã nói với các bạn ở đầu, tức là đừng có phát âm là blue, đúng không ạ? Ball, air, and let's blend. Stop. What?
Mr. Swimsuit. Tiếp theo, xin mời các bạn hãy luyện tập một số từ có chứa phụ âm ở giữa từ. Và tương tự, hãy lưu ý khi mà có hai hay là ba phụ âm về cùng nhau. Employ. Explain. Explode. Acrobat. Incredible. Cream. Crash. Và cuối cùng, chúng ta sẽ luyện tập một số từ mà có chứa phụ âm ở cuối từ. Và một điều rất là quan trọng là các bạn hãy chú ý khi mà phụ âm có hai hay là ba phụ âm đi cùng nhau ở cuối từ. Here are some consonant blends usually found in the middle or end of words. Sk, sk, sk. Ask. Sp, sp, sp. Crisp. Fast. Old, old, old. Cold. Ulk, ulk, ulk. Milk. Ulp, ulp, ulp. Help. Ult, ult, ult. Belt. End. End, end, end. Ink, ink, ink. Pink. Ng, ng, ng. Bang. Nt, nt, nt. Went. Ft, ft, ft. Soft. Slept. Kết thúc bài học hôm nay, xin mời các bạn hãy luyện tập một số những cái dạng viết tắt trong tiếng Anh. Tôi lấy ví dụ như là từ you are, khi mà viết tắt thì chúng ta sẽ phải phát âm là your. Hoặc ví dụ như là từ he is, khi viết tắt chúng ta phải phát âm là his. Thì các bạn cần lưu ý những cái điều đó. Bây giờ xin mời các bạn hãy luyện tập cùng với chuyên gia.